Hơn 500 thanh niên học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông vào sáng nay, 2 tháng 11 tại quảng trường thành phố Bà Rịa. Chương trình do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng phối hợp tổ chức. Với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi ô tô xe máy, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông có nhiều hoạt động ý nghĩa như thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, vẽ tranh tuyên truyền thực hành lái xe an toàn. Trong ngày hội, các cơ sở đoàn đã ký cam kết vận động đoàn viên thanh niên, học sinh bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tại ngày hội, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng công bố quyết định thành lập câu lạc bộ SOS 72 Bà Rịa là thành viên của hội, với 18 thành viên tình nguyện trực 24/24 trên các trục đường chính của thành phố Bà Rịa để hỗ trợ người dân gặp tai nạn. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng câu lạc bộ SOS 72 Bà Rịa và câu lạc bộ SOS Vũng Tàu những bộ dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu, trao 15 suất quà và tiền mặt và nón bảo hiểm trị giá hơn 7.500.000 đồng cho gia đình các nạn nhân trên địa bàn tỉnh bị tai nạn giao thông.